Sau này chúng ta sẽ đi vào bài toán cuối cùng. Một vật dao động trên quỹ đạo L bằng 10 cm. Tìm tỷ số thời gian lớn nhất và thời gian nhỏ nhất khi vật đi hết đoạn đường là 110 cm. Vậy em sẽ nhìn thấy này, quỹ đạo chúng ta là 10 cm, trong khi quãng đường là 110 cm. Vậy từ đây em sẽ có thấy được mối quan hệ giữa quãng đường và quỹ đạo như thế nào? S sẽ bằng bao nhiêu L? Thì chúng ta sẽ có từ đây thì suy ra quãng đường sẽ bằng 11 lần chiều dài quỹ đạo. 11 lần chiều dài quỹ đạo mà chúng ta đã học trong lý thuyết rồi. Một chu kỳ, trong một chu kỳ thì quãng đường sẽ là bao nhiêu lần của quỹ đạo? Chúng ta nhớ lại ở bài đầu tiên chúng ta học. Giả sử như chúng ta có vòng tròn như thế này thì một chu kỳ sẽ được tính như thế này. Đấy, một chu kỳ là khoảng thời gian để em đi hết một vòng tròn. Vậy khi đó quãng đường tương ứng sẽ là đoạn này và đoạn này. Vậy hai đoạn này cộng lại sẽ là tổng quãng đường, tổng lực vật dao động trên trục khối. Vì cái đoạn nhất là L, đoạn thứ hai cũng bằng L. Vì trong một chu kỳ thì vật dao động sẽ thực hiện được đoạn đường là 2L. Một chu kỳ vật sẽ thực hiện được đoạn đường là 2L. Vậy bây giờ chúng ta hiện có 11L thì khi đó chúng ta sẽ có là 5,5 chu kỳ. 5,5 chu kỳ. Vậy muốn thực hiện được đoạn đường dài 11L thì vật cần thời gian là 5,5 chu kỳ. Vậy thì em thấy này, trong lý thuyết để tìm thời gian mắt, thời gian đi, em cần cái điều kiện là gì? Là quãng đường phải bé hơn L hoặc là quãng đường phải lớn hơn L. Vậy nếu trường hợp quãng đường bằng L lúc thì sao? Quãng đường bằng đúng chiều dài quỹ đạo thì sao? Thì khi đó thời gian lớn nhất và thời gian nhỏ nhất sẽ bằng nhau, sẽ bằng nhau. Đấy, thời gian lớn nhất và thời gian nhỏ nhất sẽ bằng nhau. Có nghĩa là khi đó delta t max sẽ bằng delta t min. Vậy thì trường hợp này chúng ta sẽ thấy chỗ này là gì? Số nguyên lần L có nghĩa là trường hợp chỗ này phải xảy ra là dấu dấu bằng, dấu bằng. Đấy. Vậy thì khi đó em sẽ suy ra là gì? Thời gian lớn nhất chia thời gian nhỏ nhất sẽ là bao nhiêu? 1. Bởi vì nếu quãng đường bằng số nguyên lần L thì khi đó thời gian lớn nhất và thời gian nhỏ nhất sẽ bằng 1. Còn nếu chúng ta tính cái thời gian thì sao? Sau khi thực hiện 11 lần chiều dài quỹ đạo thì tổng thời gian là 5,5 t lần. Đấy, 5,5 t lần. Đó chính là thời gian lớn nhất. Như vậy em có thể ghi chỗ này bằng gì? 5,5 t lần. Còn nếu thời gian nguyên thì sao? Thời gian nguyên cũng thực hiện 11 L. Quãng đường là 11 L. Điều này có nghĩa là cái thời gian nó thực hiện vẫn là 5,5 chu kỳ. Đấy. Thì từ đây hai kết quả này chia nhau vẫn là 1. Điều này có nghĩa là thời gian mắt vẫn bằng thời gian đi. Cho nên đến đây em có thể dựa vào cái tăng suất này để tìm ra tỷ số, hoặc là em có thể dựa vào cái điều kiện của chỗ này để chúng ta trả lời luôn. Cho nên chúng ta nhớ, nếu quãng đường bằng số nguyên lần quỹ đạo, số nguyên ở đây có thể là 1, 2, 4 gì đó, thì ngay lập tức thời gian mắt sẽ bằng thời gian nguyên. Đó, đấy là điều chúng ta phải đặc biệt lưu ý.